kính chào quý cô chú anh chị các bạn ạ. Kính chúc quý cô chú anh chị các bạn là ngày chủ nhật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình ạ. Hôm nay em Kiên đi đám cưới ở trong xóm, em Kiên có cái đám cưới của anh là người Gia Rai ạ. Thì nhận được cái lời mời của anh thì hôm nay em Kiên sang dự cái lễ đám cưới đó, thì em Kiên cũng nhân tiện review lại để chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn cái phong tục rồi cũng là lễ cưới của người Gia Rai như thế nào ạ. Em Kiên đang ở nhà em Thái TV 81 này quý cô chú anh chị các bạn ơi. Đó. Chào mọi người nha. Đó, em Thái là hàng xóm em Kiên, em cũng mới làm kênh thôi. Mong cô chú anh chị và các bạn là ủng hộ cho em Thái thì Thái 81 đúng không? Thái 81 TV đúng rồi. Đó, hai anh em giờ đang đi đám cưới ạ, đám cưới nhà hàng xóm ạ. Chào mọi người nha. Đấy. Giờ anh em mình đi nhà, let's go. Rồi. Tí nữa sang có gì là em Kiên review lại để chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn nhá. Nếu mà có nhạc bản quyền thì em Kiên xin phép tắt nhạc đi để ghép lồng tiếng sợ bản quyền. Đối diện bên kia là nhà em Kiên cả. Nhà em Kiên có mấy cái bạt xanh xanh, cái bạt trắng trắng đấy là chỗ em ngồi đục đấy. Đây, chỗ này là nhà em Thái đây. Đó, nhà em Thái. Đấy, Thái đang thì dắt xe ra. Rồi, đi thôi. Người thực hiện chương trình xin được trân trọng kính mời toàn thể các vị khách quý gần xa đang ngoài khán trường và các vị sẽ cùng làm tiến về bên trong, và các vị sẽ cùng khắc lại những câu chuyện nhỏ của mình, và các vị là những khách mời đặc biệt nhất của cô dâu và chú rể của chúng ta và làm tiến về bên trong để nghi thức chúng ta được tiến hành đúng giờ. Vâng, một lần nữa trân trọng kính mời và kính mời. Api bay nhung tay, hàng bệt và bằng chế cả bằng tay. Giật mông nếp bột sàng màu lấy cái tập e, màu lấy màu sợi bông. Hàng lúc của bạn mệt cơ bí bằng nhung tay, hàng bệt và thế này. Chỉ cần rắc cao có bí bằng nhung tay, hàng tâm cơ hàng này. Dòng ác số cho chất tình trạng thế này. Cô bí cơ bí bằng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và anh em ban nhạc đến từ làng quen. Xin kính thưa quý vị, lời chúc sức khỏe với lời chào nồng nhiệt nhất. ไอ้ของเจ้าของตาพงรักสังหรณ์ตัวจุนตาแห่งนี้สำหรับพี่ไปกันเถิดตาเลยกระด้างหัวตับเกียร์ของตาลับพวกนี้มันอาจจะสู้กับจุนตาหัวโกซางหัวเล็บตับเกียร์หัวเล็บใส่บงจีโต้พลูกับพี่ไปกันเถิดตาห้องตาเนี้ยเลยสังหรณ์ตาอาจจะตรงไอ้ตับอาจจะสู้กับจุนตับเกียร์หัวโกเป็นโยกุลบอดต่อแหล่ว่าทุกเวทีกันซางแต่เดียวก็ลำบากวันเดย์มาหมดต้นเหนือจุนตา từ ngàn xưa đến tận bây giờ và cả về mai sau và tình yêu khi con tim hòa quyện với nhau như chim lẻ cánh và như cây lẻ cành và hai trái tim đã hoạt với nhau thì mới có người chúng ta sẽ kết đôi đưa nó quý vị và người ta thường nói rằng yêu nhau chẳng quản xa gần cầu không tay tuyệt cũng lần mà sang yêu nhau chẳng quản lầm than mới xong ta có ngồi mới ngàn ta cũng qua và chính vì tình yêu đó và hai đứa bạn trẻ của chúng ta và đặc biệt hơn là bạn trẻ của vị khách quý gần xa đã có chút thời gian và ngọc của mình đã không ngại ngần để đến đây để sẻ chia những niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của đoàn trẻ của chúng ta và không để phải chờ lâu hơn nữa và xin đại diện cho những người thực hiện chương trình xin được trân trọng kính mời cô sau cô son Hồ Văn sẽ duyên cùng chú rể Siêu A Lôi sẽ ra mắt toàn thể quý vị quý trong trường đây ạ. Cô xin trọng biệt kính mời asal betul kalau kau dua jauh tempatnya hati gerak deh. Vâng thưa quý vị, hãy trong tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng nữa không ạ. Vâng thưa quý vị, thì quý gần xa xin mời quý vị chúng ta sẽ lan tỏa lại những chiếc đồ xinh của mình. Xin mời quý vị chúng ta hấp tổng về tình yêu và hai bạn trẻ của chúng ta đã cùng tay trong tay với niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất tại hôm nay với những nụ cười rất tuyệt vời của cô sâu và đôi vai đồng của chú rể và hai bạn đã cùng tay trong tay với niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu mà hai bạn chúng ta đã cùng dần dần tiến về trên lễ đài tình yêu hôm nay với những chồng đẹp kính mời. Vâng, sau đây thì cũng là đại diện cho tất cả những quý vị thì sẽ tặng được kính mời là những vị đại diện cho hai bên gia đình. Chỉ cần câu có mịt mà đạt từ nay hoặc mịt mà đạt được coi hoặc là mịt mà đạt được về bên hội nhà gái thì xin mời chị tặng được kính mời Nê và Sơn Hồ Bế đến từ làng Đếc, Sa Hà Bông, Quỳnh Nhân Xê, tỉnh Nhà Lai. Các vị gặp đây Pháp Phương Vệ Cả Sạc Đạt Cây chỉ còn ở phía câu có ở Ma, có Phạm Hoang hoặc là mịt gỡ siêu chút làng Dinh, xã Hà Bông, huyện Chế Xê, học đi gặp em ấn. Cần đủ dừa chứ? Cần đủ rồi. Cần đủ ba người sáu rồi. Cần mừng nhé. Buổi thứ bảy quý thần đến lên sức gốc của chúng tôi ngày nay lúc này đây là một đại gia đình hạnh phúc đẹp nhất của quý vị ạ. Và quý vị hãy cho một tràng pháo tay để cùng chào đón chúc mừng được không ạ? Vâng thưa quý vị, tình yêu luôn là một câu chuyện ngặt nghiêng mà mỗi con người của chúng ta. Và chính vì tình yêu, hồi nhỏ thì hai bạn trẻ của chúng ta được sự yêu thương nâng niu của cha mẹ khi được lớn lên và trên con đường học tập và học hành. Và hai bạn đã cùng gặp gỡ và tình yêu và tiếng sét ái tình đã bùng lên. Và ngày hôm nay đây là ngày lành tháng tốt mà hai bạn chúng ta đã cùng lựa chọn. Và tuyệt vời hơn là tập thể quý vị khách quý đã cùng có chút thời gian và ngọc của mình của để có vui chương trình để cùng mừng lễ vui quy ngày hôm nay ạ. Và xin thay mặt cho những người thực hiện chương trình xin được tuyên bố lễ vô quy của cô dâu và son Hà Băng sẽ duyên cùng chủ đề Siêu A Lôi chính thức được bắt đầu. Để đáp lại những tình cảm thân thương của quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, chỉ còn câu phục lạc đặt bên này thằng anh em được soi vệ hoặc là hạt bên xét ở phía phía quan trọng về mệt và ta đại đàn người bên này em ai có số ở bên tự sáng ngọ mà tôi tự sáng lên đây ở bên này này thì tiếp đâu à ôi bao nhiêu follow rồi nghe từ mẹ thì ông ta là người có to là mọi cái cỡ tám triệu đi trên mẹ thì ông ta nguyên nó mà tính câu cái đăng ký rồi thì dễ không?
Chú Mao đã kiếm được chưa? Chưa. Còn 2 ca. 2 ca nữa. Ta vẫn lộ rồi đúng không? 2 ca. Lệ phá hiếp vẫn là phá hiếp. Ủa thì cơ vì bệnh tay tay. À chinh ta có mây hiếp. À ta sẽ phò mông. Chinh được bộ phục lại cơ. Chị tập thuê cơ. Ta mò đạp tàu lê. Chị quay cao cơ. Ta phục lại cơ. Ta sẽ tay này. Ta sẽ tay này. À vâng, như vậy thì chúng ta xin cùng lắng động lại nhìn một chút. Như vậy thì rất là vui đúng không ạ? Thì thôi thì chắc cũng hơi ngại nên là cái hỏi nhà trai của chúng ta không nói nên lời được đúng không ạ? Thì còn rất nhiều. Và tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta cùng hướng về mắt sân khấu tình yêu và chứng kiến những lễ nghi thức tuyệt vời đẹp nhất trong sang trọng nhất của nhà hàng của chúng tôi. Đó chính là hai bạn chúng ta cùng xin chào nhau tiếp nhận đúng không ạ?
Vinh cho mình tràn một tay được không ạ? Thank you.
tiếp tục. Chưa đăng ký thì bấm đăng ký và bấm vào nút chuông thông báo để nhận những video tiếp theo quý cô chú các bạn ơi. Thầy cảm ơn quý cô chú chị các bạn rất nhiều đã đồng hành ủng hộ cho em Kiên. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào tạm biệt ạ. Bye bye.